Ôi trời ơi, Wendy, gặp cậu thật là mừng quá. Tụi mình chơi giỏi dã man. Mình đi đâu đây, đường đó. Wow, nhìn mà xem, chúng mình chụp ảnh đi. Cười nào. Thả tớ xuống, nhanh quá đi. Đừng hất nước vào tớ nữa. Vui dã man con gan. Đó, có tệ lắm đâu. Thế giòn rộn ấy. Nhìn đáng sợ quá. Thôi tớ nghĩ lại rồi, chắc tụi mình đi thôi. Tớ cứ mong cậu nói thế. Ok, tớ sẽ không đi vào đó đâu. Đi, đi, đi. Tớ tưởng đây là lối ra. Hả, mình lạc sao? Đứng đây này. Gì, nãy mình ở đây mà. Tụi mình chơi game và bình tĩnh lại nào. Có gì tệ xảy ra được cơ chứ. Mini, 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 mo. Này, gì thế? Tớ không thấy gì cả. Không công bằng. Có nghĩa là gì? Tớ chịu thôi, nhưng có vẻ không ổn. Hình như tớ hiểu ra rồi. Nhìn xuống chân. Giày của tụi mình đâu rồi? Kỳ lạ quá đi. Có chuyện gì vậy? Khoan, trừ khi tớ biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Cái gì thế? Cậu đang nhìn gì vậy? Hình như tớ thấy run. Và có quá trời run luôn. Khang, kinh khủng quá. Ew, tớ biết đây là ý tôi mà. Ok, không còn đường lùi nữa. Nhà vô. Mình làm được mà. Ok, cảm giác chắc sẽ kỳ cục lắm. Tớ ghét run. Sẵn sàng chưa? Vào nào. Thấy lạ quá. Tớ bắt tay rồi. Run cả mình luôn. Nghiêm túc đấy hả? Chuông báo động. Rồi, làm thì làm. Đó, đang làm rồi đây. Đã vui chưa? Khủng khiếp quá. Tụi mình còn phải làm bao lâu nữa? Thư giãn đi, có sao đâu. Đưa tay cho tớ. Tụi mình sẽ làm cùng nhau. Bước sang hộp tiếp theo nào. Không sao đâu, tớ đây mà. Đó, đâu có tệ lắm đâu. Cậu nói thì dễ lắm. Tiếp tục nào. À! Ai nghĩ ra trò này chứ? Chờ đến khi tớ bắt được chúng. Đau quá đi. Nghe con mà, nhìn kìa. Tớ biết, tớ cảm nhận được. Tiếp tục đi nào. À, không dám nhìn. Không sao đâu, bình tĩnh. Nhìn kìa. Hả? Ồ, là hạt nở. Nhẹ cả người luôn. Chúng mình sắp đến cuối rồi. Đây là hộp cuối cùng. Tuyệt, thêm run. Hoàn hảo đấy ạ. Cái mùi hôi quá. Mau ra khỏi đây thôi. Ý hay đấy. Thành công rồi. Tạ ơn trời đã xong rồi. Chúng mình đỉnh nhất. Woohoo. Chỉ có mỗi thế thôi. Tớ muốn nhấn nút cơ. Không, tớ sẽ nhấn nút. Chắc là được rồi đấy. Ốc sên và bể thủy sinh. Sao cái gì cũng nhớt nhớt vậy? Biết đâu sẽ không tệ lắm. Sẽ ổn thôi. Có khi mình chỉ phải. Ốc sên siêu to luôn. To á? Khổng lồ thì có. Còn lâu tớ mới làm chuyện này, yêu ơi. Nhìn mà xem, trông thấy gớm má ơi. Tụi mình hoàn tu ti nhé. Hả? Không. Tôi không thoải mái chút nào. Lên. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Yes, tôi thắng. Woohoo. Đây, ngồi xuống đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đừng có tự mãn thế. Đúng rồi, đeo hộp vào đầu đi nào. Nghiêm túc hả? Rồi. Nhưng mà tôi không vui đâu đấy. Chúc may mắn. Một con. Thế ghê tay quá. Nhìn mà xem. Yêu. Sao chúng mình phải làm thế này? Làm cho xong đi nào. Tóc tớ. Có bắt đầu trên tóc tớ sao? Nó đang làm gì? Không có gì. Nó chỉ ngồi đó. Sẵn sàng cho con tiếp theo chưa? Chắc tớ sắp nôn mất thôi. Cứ tiếp tục đi. Con đó đang nhìn tớ kìa. Nó đang ủ mưu gì đó. Tất cả rồi sao? Chưa, con thử. Thoát nạn rồi. Mau gỡ cái quần nợ này ra. Ừ. Không biết lần này là gì nhỉ? Chúng mình sắp biết rồi. Mong là gì đó dễ dễ. Sao mà lâu quá vậy? Hả? Tớ nhường cậu chơi đó. Sao? Tưởng là phải có con nhện khổng lồ hay gì đó chứ. Nó ở đâu? Wendy, có gì đó trên vai của cậu. Đó, đó, đó là con nhện. Và nó siêu to. Cậu có sao không? Có một con nhện to đùng. Lông lá trên người tớ. Làm gì bây giờ? Không, tớ đùa thôi, không sao đâu.
Thật ra con nhện dễ thương đấy. Lại đây, nhột quá đi. Ờ, cưng quá nè. Cậu sợ xanh mặt, xinh mà. Đừng có đến gần tớ. Đừng có trẻ con vậy chứ. Em si xấu tính với em à. Ồ, mềm như tớ. Cậu bị sao vậy hả? Hôn nhẹ đi này Essie. Có gì mà ngại, bồ cũ của cậu trông còn gớm hơn. Tránh ra đi Wendy. Không có đường thoát, hôn một miếng coi. À, nó tránh xa tớ ra. Cậu dọa tớ à? Rồi, để tớ hôn. Đó, dễ ở thôi mà. Và chúng mình đã vượt thử thách. Cậu có thể cảm ơn tớ sau. Tớ là người hào phóng mà, nhường cậu ấn nút đấy. Cậu làm đi, thật đấy. Không, tới cậu mà. Tớ á? Ok, được. Nhấn nè. Không ổn rồi. Con rắn. Thôi đi. Đừng có nghĩ tới chuyện đó. Cậu đi mà làm. Tớ á? Đừng mơ. Tớ đã hút con nhện, đủ rồi. Mình cậu biết bỏ đấy chắc. Cứ tưởng là một con rắn. Nhiều rắn quá. Bắt khiếp. Tớ biết. Chỉ cần hít thở thật sâu. Quan, nhìn vào trong. Có một cái nút bên trong kìa. Cậu có thấy không? Chúng mình cần nhấn nó. Cậu bị khung hả? Không có cách nào đâu. Chúng mình phải ra tay. Trời đất ơi, con đang cầm con rắn. Đây, cầm lấy. Có bắt buộc không? Phải làm sao giờ? Không cử động đồn hồ nhé. Nó đang đi đâu? Nó chỉ muốn ôm thôi. Tôi phải lấy mấy con rắn này ra. Cảm giác kỳ quá. Cầm đi này. Wendy, đừng đưa rắn cho tớ nữa. Cô đang làm tốt lắm. Essie, phòng đang quay quay nhỉ. Chắc là đau lắm. Cô có sao không? Phải làm sao bây giờ? Ồ, mình biết. Vào lại đó đi. Tránh xa tao ra. Ở yên đây. Nghe chưa? Ta sẽ quay lại ngay nhé. Mong là hiệu quả. Cũng đáng để thử. Bài hát rất cuốn hút. Mình rất thích. Hy vọng bọn rắn cũng thích. Thêm một chút nữa thôi. Chỉ còn lại một con rắn. Tiếp tục đi, mau bò ra khỏi bình. Tớ có giấc mơ khủng khiếp. Rắn bò khắp mọi nơi. Tuyệt, bình đã không còn rắn. Mình có thể nhấn nút. Woohoo, kết thúc rồi, Essie, nhìn. Tuyệt, Wendy. Sao mấy con rắn này bỏ trên người thế? Chúng mình phải ra khỏi đây. Tớ không chịu nổi nữa. Mình cùng nhấn nút đi nhé. Nhấn nè. Kết thúc chưa? Thành công rồi. Tuyệt. Vời quá đi mất. Mình ra khỏi đây thôi. Chào, tụi chị nợ em một lời xin lỗi. Tặng cho em nè. Mong là em thích kẹo. Wow, đây là đâu vậy? Có ai ở trên đó không? Chắc chỉ có tụi mình dưới này thôi. Các bạn chắc chắn sẽ thích thử thách đầu tiên. Sẵn sàng khám phá xem nó là gì chưa? Ôi trời! Đỏ tay trái nè cả nhà. Đỏ tay trái á? Thôi kệ cứ thử xem. Chúng em đang làm đây ạ. Cứ chờ xem. Vẫn còn nữa. Danh lục chân trái. Ok. Nút đó hả? Lục. Ở đây nè. Thành công rồi ạ. Rất xuất sắc. Nhưng hãy làm gì đó khó hơn nhé. Thử các động tác này xem. Vàng chân phải. Đúng là đồ rẻ tiền. Làm tay phải đúng không? Thôi nào, sắp được rồi đây này. Mảnh treo người đẳng cấp đấy. Tay hơi rỗi ra. Rỗi ra nào. Rỗi. Ôi trời. Ngã rồi. Chết. Thế mình thua thì sao? Ôi không! Tôi không thích tương cờ. Làm ơn đừng chảy vào miệng tôi. Đừng chảy vào mặt. Mình không muốn mở mắt ra nữa. Đã hết chưa vậy?
dám xem luôn á. Nghĩa là tớ thắng vòng này sao? Kinh quá. Tiếp theo, vòng này còn có thứ ghê hơn cơ. Hả, có lưới á? Lại còn cọc nhọn nữa. Wow, đúng là ấn tượng quá nhở. Ê, nhìn đằng kia kìa, có lính canh của trò chơi kìa. Anh ấy đưa cho tụi mình hamster nhỏ nè. Ủa anh gì ơi, thế em có được hamster nhỏ không? Yeah, ta cũng có này, dễ thương y như của cậu nha. Khoan, anh muốn tụi em đưa hamster qua đấu trường này sao? Được rồi em, các em chắc chắn làm được mà. Ok em ơi, sẵn sàng chưa nào? Đi, mau đi nào, em làm được mà, đánh bại bạn hamster kia đi. Yes, em ấy trèo qua tường rồi. Chuẩn luôn, lựa chọn hay đấy, lên đó đi cưng. Wow, em ấy vượt qua lưới dễ dàng chưa kìa. Ôi trời đất, em ấy phải là chú hamster lực lưỡng cái đấy. Này, em đang làm gì vậy? Em phải trèo lên lưới chứ. Ơ kìa, em đang tụt lùi đấy, thua mất thôi. Ôi trời ơi, quay lại trèo lưới đi. Đúng rồi, chuẩn, quá nhanh thật nhưng em qua được mà. Chị tin tưởng ở em, chuột nhỏ ơi. Sợ muốn xỉu luôn, nhưng em đã thành công. Yes, tuyệt quá, em đi qua cọc nhọn rồi. Ok, giờ cứ bình tĩnh nhá. Oh, trời ơi, chuột của mình ra xuống hố rồi. Khoan, cái gì đây? Mặt tôi bị đập rồi. Ew. Này, mặt cậu luôn kìa. Mà em làm tốt lắm nha, chuột nhỏ. Tiếp tục nhé. Tuyệt, em đi qua được cây gỗ xoay rồi. Xong, tận hưởng phần thưởng đi nào. Biết ngay em ấy sẽ thành công mà. Gì đây? Phú Mai à? Mau mâm thôi nào. Wow, nơi này lạ quá. Tụi mình lại đấu với nhau à? Nào, hãy nhìn phía sau đi. Dạ. Ủa sao tự nhiên lại có mấy cái này? Liệu hai bạn sẽ thắng được giải nào? Lại xem có gì đi. Ok, để xem nào. Đây là một cái rìu cực cháy. Tôi đã nhắm được phần thưởng rồi. Chắc chắn tôi sẽ thắng điện thoại. Cũng không biết nữa, tôi thấy khó quá à. Được rồi. Yes. Ngày xưa tôi là hoàn hảo viên đấy. Ôi không. Sao? Đừng! Khoan đã! À! Trúng luôn! Rất tốt! Tiếp theo! Em ấy ạ! À? Nào trên ơi! Cố lên! Khoan! Mình có cái này còn hay hơn! Ok! Xem nè! Chạm đến lon nước ngọt nè. Ủa không công bằng. Vậy tớ sẽ thử lại nè. Chết, hình như hơi cao quá. Đúng rồi đấy. Xem nhé, mong là bạn thích tranh. Được đấy, xin mời. Mình ghét đồ chua. Khổ thân. Có chơi có chịu. Khổ. Khủng khiếp quá đi. Đến cậu. Bẫy chuột sao? Mình nên đá từ cái iPhone chứ. Có khó lắm không nhỉ? Trời đất. Đến thật sao? Ủa nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai bạn đã chạm đến ngưỡng cao nhất. Tốt lắm. Biết ngay tớ làm được mà. Của ta hết. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ừ.
slime dính dính và dai trên này, thích ghê. Nhìn kìa. Lần gặp cậu ở bữa tiệc nhé, kiểu gì cũng vui lắm luôn. Mà chờ chút, đồ của mình. Annie, thôi đi, áo đẹp nhất của chị đấy, đừng mà. Suýt thì mất áo. Ôi không, dính slime trên áo rồi. Lúc nào cũng làm hỏng đồ của chị là sao? Mình phải dạy cho con bé một bài học. Mình sẽ chỉ cần cái điều khiển và đống run này. Chắc chắn con bé sẽ sợ xanh mất. Ê Annie, chị có cái này nè. Juna, tương. Tạm dừng. Nhìn vào em kìa. Con này ngọ nguậy nè. Wow, quá trời luôn nè. Em xin, chị bảo thì em cũng làm. Còn con rán nữa chứ. Em chắp tay vào thế này nhé, để cảm nhận con run ngợ nguyện cho rõ ấy mà. Bay nhảy quá. Chơi vui nha. Kinh chết đi được. Mình phát ới mất thôi, biến hết đi. Lao to đấy, chuẩn kế hoạch của mình luôn. Thân thường khổng lồ sao? Này, tớ không thích đâu. Thử thách cuối cùng đến rồi. Như này là sao vậy? Hẳn là hộp bên này rồi. Ăn bánh nè. Lại nữa sao? Dính khắp người tôi rồi. Thật không thể tin nổi. Trời, mình ghét trò này. Còn tôi thì mê luôn. Em không mở cái khoản nợ đó đâu. Anh ơi, cho em nhé. Cảm ơn. Mà ơi, này, tiền đấy. Chris ơi, đã thắng tiền rồi. Sang phần tiếp theo. Sang trò tiếp theo nào. Tôi nhất định thắng ở vòng này. Được rồi, đã đến lúc kéo dê của chúng mình. Chúng vào cái gì đây? Hồi hộp quá đi mất. Yes, vậy là mình được chiếc donut nhìn ngất xỉu này. Mình thì lấy chúng nửa quả chanh, chắc phải ăn rồi. Đắng muốn chết luôn. Ghét quá đi mất. Đây là vòng yêu thích của tớ đấy. Xong rồi, tớ có thể chơi tiếp luôn. Cậu thì sao? Được rồi, tớ sẽ thử thêm một lần nữa. Mong là lần này kết quả sẽ tốt hơn. No. Một trái ớt à? Trời đất, sao bất công quá vậy? Ok, chuyện gì ớt này đã cay. Không, mình sai rồi. Cay quá, cay chết mất. Ôi trời ơi, cô ấy đang lao ai oái kìa. Không chịu, không công bằng, chúng ta phải chọn lại. Gì cũng được thôi, nhưng tớ no hết rồi. Yes, cuối cùng cũng được kem tươi, hết sảy luôn. Con, anh làm cái gì vậy? Đầy mặt cậu luôn kìa. Dù sao vẫn có thể ăn được gì đó. Essie và Wendy thực sự đã phải trả giá. Đừng giành kẹo của con ít nha. Bạn muốn thực hiện thử thách nào và muốn tránh thử thách bạn bè? Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.